Dạ, Thúy An xin chào quý cô bác, quý anh chị, các bạn. Chiều nay là ngày 22 tháng 10 năm 2022 á. Em có về mấy dòng máy tính bảng Samsung 10 inch, Mi, xài SIM nghe, gọi 32GB, iPad, Mate 10 inch, Huawei và mấy dòng điện thoại Samsung Mi, Redmi, Oppo, Huawei. Bây giờ em sẽ test máy báo giá từ các điện thoại. Cô bác anh chị xem ơn cái nào chốt liên hệ với em nha. Số điện thoại để ngay góc tay trái màn hình. Mình bán điện thoại tầm giá 400 tới 2 triệu, 2 triệu mấy đổ lại tùy theo khách mua nha cả nhà. Số điện thoại là 0388 792 574. Mình bán ở thành phố Tân An, tỉnh Long An, đối diện với bùng bên sau lưng sân động Long An. Bây giờ test máy. Trước tiên review máy tính bảng nha cả nhà, xong quay qua review điện thoại. Rồi trước tiên review Mate nha. Mate 10 inch. Xài SIM nghe, gọi, coi YouTube, TikTok, Zalo, Facebook nha. Để em vô em coi cây này bao nhiêu đi. Chiều xe cổ chạy hơi ồn ào, cả nhà thông cảm giùm em nha. Android 8 chấm, Mate Tab 10 Plus, Android 8 chấm, máy 10 inch. Hát ra karaoke được nha cả nhà, mình vô Bluetooth mình hát karaoke nha. Rồi 900 ngàn cho khách. Rồi Mate này cũng vậy luôn. Ok này để coi dashboard thôi. Rồi cây này em tắt nguồn cả nhà, em khởi động lại luôn. Cây này cũng Mate luôn, 10 inch luôn, 950 cho khách luôn nha. Mặt kính trước khách trước xài còn dán mũ, mặt sau thì nó hơi trầy không bằng mặt trước. Máy 10 inch cũng 900 ngàn cho khách luôn, nghe gọi, xài TikTok, Zalo, YouTube, hát karaoke. Giờ coi này Mate này, mấy Android mấy chấm nha. Có cái này rồi 900 nữa cả nhà. Vô cấu hình cài đặt máy. Mấy cái dòng này á, nó bự như đài phát thanh vậy nha cả nhà, lo nó lớn như lắm. Tab 10 Pro Android 900 luôn. Máy màu trắng bạc, rồi giá 900k cho khách luôn nha. 900k nha. Rồi iPad mini nha, em có về một cây, xài SIM, màn hình 8 inch nha. iPad mini màn hình 8 inch. Dòng iPad với dòng iPhone em bán là đa phần là máy sạch không vướng tài khoản nha cả nhà. Vướng tài khoản em không nhập nha, tại vì iPhone mình quan trọng nhất là tài khoản á. Máy sạch không vướng tài khoản, cây này 32GB nha. Để em tắt chuông cho khách luôn. Rồi chiều xe cộ chạy ông cả nhà thông cảm giùm em nha, ồn quá. Rồi học online được, hát karaoke luôn, chơi game được luôn, 32GB, xài SIM nghe gọi chui nhỏ nha. 1.200.000 cho khách nha. iPad mini cấu hình cài đặt máy trở về, cài đặt chung. Rồi màu trắng bạc nha. Rồi tiếp theo Samsung. Em có một cây Samsung màu hồng nha, Galaxy Tab. Khách trước xài dán mũ luôn. Em có hai cây nha, màu hồng và màu trắng nha. Màu trắng bạc 128GB nha. Cây màu trắng bạc cũng 128GB. Cây này cũng 128GB luôn nha. Z668 Android 7 chấm, cây màu hồng và cây màu trắng bạc. Giá 1 triệu 100 ngàn cho khách nha. Màu hồng và màu trắng bạc. Rồi tiếp theo Huawei nha cả nhà, cây Huawei. Nói chung cây này em bị xui thôi nè, nói chung đa phần máy tính bảng em ship cho khách đó, mà khách nhận hàng thì không sao, mà khách mà bơm hàng em cái là về toàn là bể màn hình không nè, bị cấn ngay góc một tí nè cả nhà, nè cấn ngay góc một tí ngay đây nè, không ảnh hưởng gì tới màn hình nhờ cảm ứng, tại em bị xui thôi. Nếu mà khách em ship tới khách nhận hàng không sao, mà không biết em có biết có đập
máy em hôm hay là shipper vô shipper không biết. Cây này hỏi mày bán 1 triệu nè, 16GB. Và bây giờ cấn bể màn hình rồi, giờ bán theo giá bể màn hình của anh chị nào có mua mua về xài. Còn muốn mua cái này rồi dán, anh dán bít cái bể màn hình này cho các anh chị vẫn xài bình thường, không ảnh hưởng gì tới màn hình và cảm ứng hết. Huawei Bat T3 Android 7. RAM 2 16GB. Rồi cái bị cấn này em bán cho cô bác anh chị giá 750k nha. Trời, bán lỗ luôn á, 750k. Cây này em lỗ 100.000 luôn á. Rồi máy vẫn đẹp nha, tại bị cấn màn hình thôi. Cấn góc nhà đây, khách nào mua thì em dán là che cái bể. Còn bể ngay đây tí ha, 750.000 cho khách. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo có về hai cây iPhone nha. iPhone 6 Plus. Cây vàng đồng, cây màu trắng bạc. Máy sạch không vướng tài khoản. Để em test cái cây màu trắng bạc này nha cả nhà. Mất vân tay nha cả nhà, hai cây này đều mất vân tay hết rồi nha. Vàng đồng và trắng bạc mất vân tay hết rồi. Bán giá mất vân tay nha. 16GB. Tình trạng máy nè, không chạy sức nhiều. Máy sạch không vướng tài khoản, bao reset 16GB. Chỉ mất chân tay thôi, 1.450.000 cho khách nha. 6 lút lâu lâu mới nhập nha. Hỏi em nhập về 2 cây 3 cây em bán hết rồi. 1.450.000 cho khách. Tiếp theo Redmi nha. Redmi em có về một cây này, Redmi A9 32GB nha cả nhà. 6 inch. Rồi giá 1.600.000 nha cả nhà. 32GB Mi A9 Realme A9 1.600.000 cho khách. Rồi tiếp theo nay em có về hai cây phiên bản đặc biệt nha. Dặn đã đời mới coi mới chừa lại cho em hai cây nè. A7 2018 hai cây phiên bản đặc biệt. RAM 6 128GB. Máy đẹp trên 80% nha, màu vàng đồng hai cây. Rồi giá 2 triệu cho khách nha. Ship hàng tới cho xem hàng trước lúc nhận hàng cả nha. Cô bác anh chị nào muốn xem hàng mà shipper không cho xem hàng cứ kêu shipper liên hệ em, hoặc là cô bác anh chị cứ liên hệ em nha. Cho xem hàng trước lúc nhận hàng. 2 triệu A7 2018. RAM 6 128GB. Màu vàng đồng. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo Huawei nha. 128GB em có về hai cây nha, một cây màu đen. Một cây màu xanh tím. Chiều chuyển mưa rồi cả nhà ơi. Em vô em coi cấu hình cài đặt máy rồi. Hệ thống Huawei 3i RAM 4 128GB. Máy sạch không vướng tài khoản nha. Android 9 chấm nha cả nhà, 128GB luôn. Rồi test cảm ứng cho khách luôn. Camera trước, sau và trước. Test chuông âm lượng luôn. Rồi 1.700.000 cho khách nha. Huawei 3i 1.700.000. 128GB RAM 4 128GB. Rồi tiếp theo Oppo. Để em coi cái này tiếng Anh là em chưa chỉnh qua tiếng Việt. Oppo F9. Cái này là tiếng Việt nha cả nhà, mà em mới nhập về em chưa reset lại, em chưa chỉnh qua tiếng Việt nha. Rồi Oppo F9. Rồi cây này nó hơi bị xấu lót một tí nha. À. 1.500.000 cho khách nha. Máy màu đỏ. 1.500.000 Oppo F9. À, tiếp theo Samsung nha, màn hình 6 inch nha cả nhà. Em vô em coi coi cái này Samsung C8 Android 10. Màu vàng đồng nha. RAM 3 32GB.
1.400.000 cho khách nha. Z8 1.400.000. Tiếp theo C2 Dream, em có về 3 cây nha, 2 cây vàng đồng, 1 cây màu đỏ hột gà. Android 6 chấm, xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok được luôn nha cả nhà. 550.000 cho khách nha. Android 6 chấm nha. Khách nào có nhu cầu xem hình thì các bạn Zalo gửi hình nha. 550.000 cho khách. C7 rồi, em có về 5 số cây lên nha cả nhà. Thêm một cây màu đen nữa nha. Màu vàng đồng, màu hồng nhạt, màu xanh. Rồi giá cũng 1.400.000 cho khách nha. Máy đẹp lan can luôn nha. Cây này cũng hết pin nè. Rồi RAM 3, 32GB, lấy game liên quân Wi-Fi được, học online được. Rồi giá 1.400.000 cho khách. A30, RAM 4, 64GB. Em mới về một cây nha, cây màu xanh kia em ship cho khách rồi. RAM 4, 64GB luôn. RAM 4, 64GB thì giá 1.900.000 nha cả nhà. Còn RAM 3, 32GB thì 1.800.000. Android 11 chấm, màn hình giọt nước, pin 4.000. Rồi tiếp theo A33, em có cây màu đen và màu vàng đồng A3 nha. Chui sạc TC, máy đời mới, RAM 3, 32GB. Một cây hết pin, một cây còn pin. Rồi rồi 800.000 cho khách nha. A3 800.000, màn hình chắc gần 5 inch nha cả nhà, màn hình nhỏ gọn, xài máy khuôn đúc nha. Rồi đi 7 RAM nha, RAM 2 đi 5 RAM, RAM 2 16GB. Cho khách nha, G5 RIM 850.000, RAM 2 16GB, máy khuôn đúc Android 8 chấm, màu vàng đồng nha, 850.000 cho khách. Rồi giá 750.000 cho khách, vỏ hơi xấu nha, vỏ hơi xấu mới bán giá 750.000 cho khách mà kính không trầy nhiều nha, máy là đẹp trên 80%. Hai cây, một cây xanh nước biển vậy luôn, mà kính trước trên 80%, mà sau được 80% thôi nha, nó hơi trầy một tí, mua ốp lưng để vô nha cả nhà. 750.000 cho khách. Oppo 16GB màu đen và màu trắng, 500.000 cho khách nha. Hai sim nghe gọi tại Zalo, Facebook, YouTube luôn. Extra RAM 3, 32GB 750.000 cho khách luôn. Sony Extra C4 cộng G4 nha, màn hình 5 inch 5.5, RAM 2 16GB, Android 9 chấm luôn nha cả nhà, màu hồng màu tím, giá 800.000 cho khách. G5 RAM 2 16GB, G5 2016, tám trăm ngàn cho khách nha cả nhà, máy màu trắng. Cây này A30 RAM 3 32GB, giá 1.800.000 cho khách. Và tiếp theo Vivo nha. Vivo em có một cây 16GB, RAM 2 16GB, máy đẹp nha, màu vàng đồng, 850.000 cho khách. Mi để em vô coi nó như Vivo quên này. Mi A2 Lite, bộ nhớ nó 32GB nha cả nhà. Và 1.200.000 cho khách luôn. Rồi em review máy tính bảng Z3 nha, 51 G78, những xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok được nha cả nhà. Rồi 600.000 cho khách nha, màu vàng đồng, đẹp trên 80%. Huawei còn gọi là Home Pro, cái này giá 1.400.000 nha cả nhà. 64GB RAM 3 64GB, 1.400.000 cho khách. Rồi máy tính bảng nha cả nhà. Mate nha, Mate em có 3 cây nha, 2 cây màu trắng,
Android nó cái này là Android nó 6 chấm nha. Chưa có hình cài đặt máy nha. Tab 10 Android 6 chấm. $950,000 cho khách nha, 10 anh nha cả nhà. Mate. Tab 10 lướt Android 8 chấm. Khách trước xài con nhớ mổ em lọc ra nha, để em trả tới cho lưu nó trầy. Thích cảm ơn cho khách nè. Chụp hình xài Zalo, TikTok, Zalo, Facebook, có YouTube nha. TikTok được luôn nha cả nhà, 10 anh nha, 950,000 cho khách luôn. Mặt sau nó hơi trầy một tí nha. Mặt kính trước thì khách trước xài, em nhập máy là mặt kính trước khách xài anh đều xài kỹ, không trầy, còn dán màn hình. Tab 10 lướt luôn, Android 8 chấm luôn. Bán giá cho khách luôn 950,000 cho khách luôn, 10 inch. Em có 4 cây nha, thêm cây vận động đó. Lọc mũ ra là máy đẹp nha. Cây này hết pin nè. Cũng 950,000 cho khách. iPad 2 không xài SIM. 1 triệu nha, 10 inch. Có YouTube hay hát karaoke được nha cả nhà. Rồi 1 triệu màu trắng bạc. Rồi cái đất bát này 10 inch nha. Màn hình ngang khách trước xài còn nhớ ngủ. Rồi 850,000 cho khách thì em nha. Đất bát màu hồng 850,000 10 inch xài TikTok luôn nha. Zalo, Facebook, YouTube, TikTok luôn. Rồi, cây là KT1 mấy nè. Khách trước xài cũng còn nhớ ngủ nè. Android 8 chấm KT107. Rồi 950,000 cho khách luôn nha. Rồi thế em A10S nha cả nhà. Màu xanh đen. Để em tắt máy nha. Tất cả mấy người khách. Nóng dội quá. Đấy rồi coi Android nó mới chấm nha cả nhà. Em review điện thoại trước, chúc em review máy tính bảng nha. Android 11 chấm. À 20S. RAM 3 32GB. Android 11 chấm. Tình trạng máy là đẹp trên 80% nha. Ship hàng tới cho xem hàng chứ không nhận hàng. Cây này cũng vậy luôn, hai cây màu giống nhau luôn nha cả nhà. Màn hình 6.5 nha cả nhà. RAM 3 32GB, pin 4000. Rồi giá 1.850,000 cho khách. Rồi tiếp theo chiếc sạc taxi. Rồi tiếp theo cây A10S luôn nha cả nhà. 32GB. Tất cả mấy cho khách luôn. Cái hàng bán máy thứ nhất không kèm phụ kiện, thứ hai phí ship khách tự trả nha. A10S Android 10 chấm. Tích chuông ngâm lượng cho khách luôn. Rồi giá 1.650,000. Pin 4000 nha cả nhà. Màu đen nha. 32GB màn hình 6.2. Rồi tiếp theo. Hôm nay lâu rồi xe chín rò không về nha. Hôm nay về được cây xe chín rò màu đen. Tôi cảm ơn cho khách luôn. Mình test không sao thân, sao thân vẫn được. Hoặc là mình test cái thức hôm vẫn được nha cả nhà. Sáu bốn ghi. Mình test cảm ứng nha.
Cái này nó văng ra thì cảm ơn ông Liệt nha cả nhà. Rồi 1.850.000 cho khách. Em nhớ là nó răm 6 sau 40. Thế vô coi ra mấy cho chắc đi. Máy màu đen nha, tình trạng máy là đẹp trên 80%. 64GB. RAM 6 nha cả nhà, RAM 6 64GB. Máy màu đen. Rồi 1.850.000 cho khách. Samsung C9R. Tấm xịt tam có 2 cây nhưng cả nhà màu đen nha. RAM 4 64GB, chui sạc tay xe luôn. Tất cả mức như khách luôn. Camera trước, sau và trước. Chuồng tấm xịt ta RAM 4 64GB. Giá 1.950.000 cho khách nha. Hai cây màu đen nha cả nhà. Rồi tiếp theo em có một cây A50 nha, màu trắng. Pin cũng 4.000 luôn, RAM 4 64GB. Màn hình 6.4, 6.3, 6.4. Hai 2.250.000 cho khách nha. Rồi tiếp theo em có cây Samsung. Hai cây Samsung A20 màu xanh và một cây màu đen nha. Cây này hết pin rồi, hết pin cho nên màn hình nó hơi tối. Chỉnh chế độ sáng lên nó không đủ pin, nó chỉnh không được. Hai cây nha, màu xanh với cây màu xám đen lông chuột nha. A20 ba cây, hai cây màu xanh và một cây màu xám đen lông chuột. A20 RAM 32GB. Android 11 chấm nha cả nhà. Tình trạng máy thì màn hình dục nữa nha, máy đẹp trên 80%. Cây này cũng vậy, màu xanh. Khách nào có nhu cầu xem hình thì cứ kết bạn Zalo gửi hình nha. Giá là 1.800.000 nha cả nhà. Báo với lộn nha, 1.750.000 nha, 1.750.000 cho khách. A20 1.750.000. A50 màu trắng RAM 4 64GB nha. 2.250.000 em review rồi em quên nha. 2.050.000 RAM 4 64GB. Rồi tiếp theo. Rồi A7 2018 RAM 4 64GB luôn. Pin 3.300. Dễ chưa dắt bự em quên. Đó ngày nó cập nhật không à. Rồi 1.750.000 cho khách nha. Màu xanh đen, máy full hết nha. Và màu xanh nước biển. RAM 4 64GB. Cái phiên bản đặc biệt bán rồi nha cả nhà. Rồi giá 1.750.000 cho khách. A7 2018 RAM 4 64GB. Trời ơi, GB rồi nay trời ơi, GB rồi quá trời luôn cả nhà. 6 cây. 3 cây màu xanh nước biển. 2 cây màu hồng. 1 cây vàng đồng. Nói chung GB rồi cũng dễ bán cho nên có hàng là máy ok, nghiêm chỉnh làm nhập rồi nha.
RAM 3 32GB, học online được, chơi game liên quân chi phai được. Màn hình 5.5 nha. Thế cảm ơn người khách luôn. Nói chung là màn hình em bán cho khách quan trọng nhất, màn hình và pin nhân liệu một góc em không nhập nữa. Thà không bán, chứ bán là mình mà mình nhập máy là máy phải nghiêm chỉnh cho khách. Rồi, cái này giá 1.400.000 nha, màu vàng đồng. Cái này cũng vậy, màu hồng. Giá cũng 1.400.000 cho khách luôn. Cái màu hồng này cũng vậy, tùy theo ý thích của khách chọn nha. Tết chôn lượng cho khách luôn. Cái cây này nhiều quá, em test sơ lượng cho khách nha. Còn khách nào chọn màu với chọn máy thì em gửi hình cho coi. Để em vô em chỉnh chế độ sáng lên. Em quay buổi trưa nắng hơi dạ, cả nhà thông cảm giùm em nha. Rồi 1.400.000 nha. Hai cây màu xanh, ba cây màu xanh biển nhạt luôn nha, cũng vậy luôn nha cả nhà. Máy nào cũng đẹp trên 80% nha, vỏ đẹp nha, không trầy nha. 1.400.000 cho khách luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo A8 nha. Hai cây vàng đồng, một cây màu xanh, RAM 3 32GB, pin 3000, RAM 3 32GB, màn hình 5.6. Rồi giá 1.100.000 cho khách nha. 3 cây 1.100.000. Rồi tiếp theo C4+, C4+, RAM 2 16GB, 2 cây màu đen. Cây này vỏ hơi xấu nha, để giá cho khách là 950.000 nha. Có cây màu đen vỏ hơi xấu để 950.000 cho khách, còn cây này vỏ đẹp. Chiếc cây này 1.100.000 cho khách. RAM 2 16GB, màn hình 6 inch. Em vô anh coi, em nói Android mấy chấm luôn quên. Máy màu đỏ, Android nó 9 chấm nha cả nhà. Chơi game liên quân được nha nha. 1.100.000, màn hình 6 inch 2 cây. Cây này vỏ 6, 950.000 cho khách. Rồi tiếp theo G6+ luôn, RAM 3 32GB. Cây này hết pin nè. 1.400.000 cho khách nha, màn hình 6 inch. Pin 3.3 nha, máy màu xanh đen nha. Pin 3.3. Pin HD. A30 em có 2 cây nha, RAM 464GB, giá 1.900.000 cho khách. Còn RAM 3 32GB là giá 1.800.000 nha cả nha. RAM 3 32GB em cũng có một màu đen lông chuột nữa. Android 10 chấm nhân RAM 464GB, Android 10 chấm, màu xanh và màu xanh đen lông chuột. Giá là 1.900.000 cho khách. Huawei, nên em có về một cây Huawei nhân i9 nha, 64GB. Hệ thống Huawei i9 năm 2019, RAM 464GB, pin 4000 nha, Full HD, RAM 464GB, màn hình 6.5, màu xanh. 1.700.000 cho khách luôn cả nhà. Rồi tiếp theo em có về một cây Vivo nha. Vivo cũng RAM 464GB. Vivo i21 hay gì mua nè, màn hình giọt nước luôn. i21 RAM 464GB luôn, chưa sạc tai xì. Thích cảm ơn cho khách luôn. Camera trước, camera sau, màu xanh, nước biển nhạt,
máy đẹp trên 80% nha cả nhà, rồi giá 1.900.000 cho khách. Rồi tiếp theo em có cây A30S nha. Cây này hôm bữa em đang quay video á, khách lại mua rồi quay video cái báo giá lộn luôn cả nhà, thông cảm giùm em nha, bỏ qua giùm em. Cây này em bán là 2.200.000 chứ không phải là 1.200.000 nha cả nhà. 2.200.000 cho khách Android 11 chấm, RAM 464GB, A30S, 2.200.000 cho khách nha. Khách cảm ơn cho khách luôn. Màu xanh, màn hình giọt nước, màn hình 6.4, 6.5 nha. Rồi tiếp theo em có mấy cái iPhone 12 Pro Max và 13 Pro Max nha, hiệu sách tay của Singapore. Trong khi chờ đợi review nó, review cây này trước nha. Cây này là pin 4, pin 5000 nha cả nhà, Redmi pin 5000 nha, mà hết pin này. Redmi pin 5000, giá 1.750.000 cho khách. Rồi tiếp theo 12 Pro Max, em có dàn đồng và màu xanh, hàng sách tay của Singapore, xài Zalo, Facebook, YouTube nghe, gọi chơi game 2.000.000 nha cả nhà. Cây này cũng vậy, màu xanh 2.000.000. Rồi 12 Pro Max hiện cũng còn hai cây, màu xanh đen và màu vàng đồng. Bữa em xuống giá bán giá vốn cho khách đó, bán hữu nghị khách đó, mấy bữa tri ân á, rồi em lỡ em bán 1.600.000 cho khách luôn, 1.600.000 cho khách nha, 12 Pro Max. Rồi tiếp theo Z7 Plus, còn gọi là Z7 cộng, RAM 4, 32GB, hai cây màu đen, màu đen và màu vàng đồng. Rồi 1.500.000 cho khách nha. Một triệu 500.000 màu vàng đồng và màu đen. Rồi tiếp theo Redmi, máy màu xanh, RAM 2 16GB, màn hình giọt nước luôn, Redmi C2, 1.200.000 cho 250.000 cho khách nha. Apple F1S em có 3 cây nha, RAM 464GB, cây này chắc hết pin nè. Rồi em bán đồng giá luôn 1.100.000 cho khách hết nha. F1S RAM 464GB là một cây nha, còn hai cây kia là RAM 32GB cũng bán đồng giá là 1.100.000 cho khách luôn. Xài hai sim một thẻ nhớ nghe gọi, Android nó chỉ 5 chấm thôi nha nghe nha, Zalo, Facebook, YouTube, TikTok nha. Rồi tiếp theo S6, em có một hai cây S6 nha, màu xanh và màu vàng đồng, giá 1.000.000. Cây này hết pin rồi, 1.200.000 cho khách nha, RAM 32GB. Còn cây này nó lưu ảnh nhẹ cả nhà, lưu ảnh nhẹ này, không ảnh hưởng tới màn hình. Cảm ơn nhà máy. Máy màu xanh nha, 900.000 cho khách nha. Rồi iPhone em còn như giống cây 6G, gọi là 6 thường, 16GB, 1.250.000 cho khách nha. Máy sạch, bao reset, không vướng tài khoản nha. Em bán iPhone cho khách là đa phần không vướng tài khoản nha, vướng tài khoản em không nhập đâu nha. Rồi iPhone 5S, hai cây màu trắng bạc, một cây vàng đồng. Cây vàng đồng này còn vân tay nè, máy sạch còn vân tay nè, giá 950.000 cho khách. Còn hai cây này mất vân tay rồi, 850.000 cho khách nha. Hai cây mất vân tay rồi, cây này hết pin rồi cả nhà. Rồi tiếp theo